Thầy vào làm cái cầu nó là may quá, chúng tôi kịp đã đến giờ làm lễ bàn giao nhà. Xin kính mời quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, các mạnh thường quân và bà con nhân dân chúng ta ổn định tổ chức để tiến hành lễ bàn giao nhà cho hộ gia đình bà Cụt Phú Trúc, làng Ban, xã Du Lạc. Kính thưa quý vị đại biểu, thực hiện công văn 61 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Hội chữ thập đỏ huyện về việc xây nhà giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ nhân đạo gia đình bà Cụt Phú Trúc, làng Ban, xã Dun, và công văn số 764 Ủy ban nhân dân xã ngày 6 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê về việc thống nhất xây nhà giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ nhân đạo gia đình bà Cụt Phú Trúc, làng Ban, xã Dun, huyện Chư Sê. Được sự quan tâm của Đại đức Thích Quảng Phước, chủ trì chùa Mỹ Thạch, Hội chữ thập đỏ huyện Chư Sê, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Dun thống nhất trao tặng xây dựng nhà cho chữ thập đỏ cho gia đình bà Cụt Phú Trúc thuộc đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau thời gian khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Cụt Phú Trúc đã hoàn thành, nay Ủy ban nhân dân xã tổ chức lễ bàn giao nhà chữ thập đỏ cho hộ gia đình bà Cụt Phú Trúc, làng Ban, xã Dun. Đó cũng là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Vỗ tay. Về dự buổi lễ bàn giao nhà hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía đại diện lãnh đạo huyện có đại diện Hội chữ thập đỏ huyện Chư Sê. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện ạ. Đại diện Đảng ủy xã có ông Phạm Quốc Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Đại diện Ủy ban nhân dân xã có ông Lê Đình Tuyền, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Và các đồng chí thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đến dự buổi bàn giao hôm nay. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu về phía đại diện nhà tài trợ có Đại đức Thích Quảng Phước, chủ trì chùa Mỹ Thạch, thị trấn Chư Sê. Có ông Nguyễn Dũng, nguyên giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, Bí thư huyện ủy huyện Chư Sê, hiện là Ủy viên mặt trận Tổ quốc tỉnh ạ. Cùng các mạnh thường quân và các tăng ni Phật tử chùa Mỹ Thạch. Dạ, còn có đại diện của Hiệp hội Yến Chư Sê ạ. Dạ, về dự lễ bàn giao ngày hôm nay còn có các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận và các bà con lối xóm tới chúng tôi cùng gia đình xin nhiệt liệt hoan nghênh. Để tiếp nối chương trình, tôi xin thông qua quyết định về việc trao tặng nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Cụt Phú Trúc, làng Ban, xã Dun, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, Hội chữ thập đỏ 81QĐ-CTD quyết định về việc tặng nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Cụt Phú Trúc, làng Ban, xã Dun, huyện Chư Sê. Thường trực Hội chữ thập đỏ huyện Chư Sê căn cứ quy chế tổ chức và làm việc Hội chữ thập đỏ huyện Chư Sê, căn cứ văn bản số 764 ngày 6 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê về việc thống nhất xây nhà giúp đỡ hộ nghèo nhà tại gia đình cho gia đình bà Cụt Phú Trúc, làng Ban, xã Dun, Chư Sê, Gia Lai, xét đề nghị của Hội chữ thập đỏ xã Dun quyết định điều 1 tặng một căn nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Cụt Phú Trúc, làng Ban, xã Dun, huyện Chư Sê thuộc diện là hộ nghèo hiện đang cư trú tại làng Ban, xã Dun, trị giá 40 triệu đồng với tổng diện tích 32m² theo cấu trúc nhà cấp 4, trong đó Đại đức Thích Quảng Phước vận động được 30 triệu, Ủy ban nhân dân xã Dun vận động được 10 triệu. Điều 2, gia đình bà Cụt Phú Trúc có trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng và bảo quản ngôi nhà được cấp. Gia đình không được trao đổi hay mua bán để phục vụ mục đích khác. Điều 3, Hội chữ thập đỏ huyện Chư Sê kế toán huyện hội, Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Dun và gia đình bà Cụt Phú Trúc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thân mật hoàn chủ tịch Thập Đỏ, Chủ tịch Nguyễn Văn Tiến đã ký. Dạ, tiếp theo chương trình xin trân trọng Đại Đức Thích Quảng Phước lên trao chìa khóa và đôi lời phát biểu. Báo cáo với các đồng chí lãnh đạo của xã và hội chữ thập đỏ huyện, thì theo lời kêu gọi của xã cũng như của hội chữ thập đỏ thì Đại Đức Thích Quảng Phước trụ trì chùa Mỹ Thạch phát tâm kêu gọi các Phật tử để đóng góp kinh phí xây dựng một cái nhà cho hộ nghèo ở chỗ xã Tôn của chúng ta. Thì hôm bữa khởi công thì chúng ta cũng đều có những cái sự quyết tâm rất cao. Thì trong quá trình xây dựng thì thầy Quảng Phước cùng với hội Yến Xào Chi Xe và hiệp hội trang trại doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam kêu gọi các cái doanh nghiệp trên địa bàn cùng với Phật tử đóng góp với cái tấm lòng hảo tâm. Báo cáo với các đồng chí là khi nghe tin xã Tuân cùng với hội chữ thập đỏ kêu gọi kinh phí làm cái nhà này thì các doanh nghiệp với bà con rất là ủng hộ, thấy là cái việc làm này rất là ý nghĩa. Cho nên trong một thời gian rất là ngắn nhưng mà các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị ủng hộ rất là nhanh. Đó. Thì không phải là chỉ trong một cái nhà này xã Tôn của chúng ta, nhưng mà trước đây hội chữ thập đỏ cùng với lại Đại Đức Thích Quảng Phước cũng đã làm, cũng đã thực hiện cái kêu gọi của huyện tập trung xây dựng những cái nhà nghèo ở xã Gia Co là cái xã nông thôn mới hiện nay huyện đang tập trung. Và đến nay cùng với lại chùa Mỹ Thạch cũng như là các cái cơ quan đoàn thể đã đăng ký nhà con cơ bản cũng đã xong. Đó. Tuy nhiên những cái xã cũ mà đã được nông thôn mới như cái xã Tôn của chúng ta đó, thì cũng còn những cái gia đình khó khăn, đặc biệt như xã L Bá cũng là một cái xã tuy là đã được nông thôn mới thì khó khăn. Và sắp đến đây thì chắc chắn là thầy Đại Đức Thích Quảng Phước với là hội doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục đóng góp tiếp để mà làm những cái công trình nữa. Thì hôm nay về giường đây thì trước đây thì chắc các đồng chí trẻ này thì chưa biết, trước đây thì xã Tôn đây là một trong những cái xã anh hùng đầu tiên của huyện Chư Sê. Sau này thì qua nhiều lần tái lập, trước khi thành lập huyện thì Chư Sê chỉ có 12 xã, huyện thị trấn thôi. Chư Bứ thì cũng chưa có tách ra, trước cũng của Chư Sê. Tức là toàn Chư Sê chỉ có 12 xã thị trấn khi thành lập năm 1981. Đến nay là hơn 40 năm rồi. Thì nói rằng là đổi thay rất là nhiều. Kinh tế xã hội phát triển, an ninh quốc phòng giữ vững, rồi đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị là ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta biết trong cuộc sống mà cũng có những cái mảnh đời bất hạnh, có những cái khó khăn. Thì các đồng chí đã quan tâm như thế này thì tôi thấy là rất là ý nghĩa. Tôi thấy trách nhiệm của chính quyền địa phương như thế, và chính vì vậy mà chùa cũng như là hội doanh nghiệp hội Yến là ủng hộ ngay.
Thì các ông chỉ biết trước đây thì mới thành lập thì chúng ta khó khăn, nhưng bữa nay là kinh tế xã hội phát triển, là thậm chí là hội yến xào của chị Xê là một hội yến đầu tiên của tỉnh. Tỉnh Gia Lai chưa thành lập được hội yến nhưng mà chị Xê đã thành lập. Và hôm nay kêu gọi thế là hội yến người ta ủng hộ lắm. Kinh tế xã hội phát triển, các doanh nghiệp phát triển hưởng ứng ngay những lời kêu gọi của huyện. Cho nên cũng qua đây là mong muốn là xã tiếp tục phát triển, tạo điều kiện để mà các doanh nghiệp đến đầu tư làm ăn phát triển để đóng góp cho địa phương. À, đó cũng là một cái nền tảng để chúng ta phát triển kinh tế xã hội từ các cái doanh nghiệp, từ các hợp tác xã đi lên. Qua cánh đồng xã Tuân thì phải nói là rất là đẹp, kể cả phát triển du lịch tiềm năng ở đây rất lớn. Và với tinh thần như thế thì tôi nghĩ là trong vài năm tới thì các ông chí đã quan tâm đến hộ nghèo như thế này nữa, thì chắc chắn rằng là sẽ thực hiện tốt cái nghị quyết cũng như của xã của chúng ta. Rất là đủ con người trẻ mà hôm nay về, hôm khởi công thì 20 ngày thì những đồng chí khác, hôm nay về là có những đồng chí mới rồi. Ví dụ Dĩ Tiền hôm khởi công Dĩ Long, hôm nay Dĩ Tiền rồi, đúng không? Đồng chí Thúy Anh là bí thư xã cũng mới về nữa. Đó là những lực lượng cán bộ trẻ sẽ lãnh đạo để cho cái xã Tuân chúng ta phát triển đi lên. Xin cảm ơn đại đức, xin cảm ơn đồng chí chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tiếp tục kêu gọi để mà chia sẻ cái tình thương này đến với các xã khác trong huyện, trong đó có xã Tuân chúng ta. Xin cảm ơn Hội Yến, đồng chí là thi đã hưởng ứng. Xin cảm ơn tất cả. Dạ, xin cảm ơn đồng chí. Tiếp theo chương trình, đồng chí Lê Đình Tiền, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đại diện lãnh đạo xã lên phát biểu có lời cảm ơn. Kính thưa các đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Thích Quảng Phước, cùng với các mạnh thường quân đã có những đóng góp rất là ý nghĩa để cho xã Tuân hôm nay là đặc biệt là hộ gia đình nghèo của xã có được khang trang, mặc dù là nó cũng mang đầy cái khó khăn và sẽ hoàn thiện 6 cái ngôi nhà của mình. Thì nên là cũng xin được cảm ơn sự quan tâm của chùa cũng như là của các mạnh thường quân. Cũng hy vọng rằng trong cái thời gian tới thì chùa cũng như là các mạnh thường quân sẽ quan tâm thêm với xã để chúng ta cùng xóa cái hộ nghèo, giảm cái hộ nghèo trong nông thôn, để cùng là với mục tiêu là dân giàu, xã mạnh. Xin một lần nữa đây xin được thay mặt ủy ban xã được xin được chân thành cảm ơn rất là rất tấm lòng hảo tâm và em đến những tình cảm yêu thương gắn bó cho gia đình cũng như là người yêu và cái xã. Xin cảm ơn. Rồi. Em ơi mọi người vào tay này. Ờ, bà con về vui vẻ nhá.